chào mọi người, để giúp cho mọi người trồng được những cái chậu hoa tulip thủy canh như này mà nhiều người đắn đo băn khoăn không biết là có dễ trồng hay không, và có liệu có trồng được hay không, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người. Ngoài cái việc là mình trồng những cái chậu hoa bằng cái đất giá thể như thế này, thì mọi người có thể trồng bằng cái việc thủy canh như này cũng khá là dễ dàng, không có quá là nhiều khó khăn và cũng như là và những cái vấn đề mà mọi người gặp phải cũng như là lo lắng quá. Đấy, thì hiện tại ở đây trên tay mình là một cái chậu thủy lò thủy canh đấy, có màu đỏ vàng, đỏ và tím này, đỏ viền vàng. Thì ở đây cũng trồng cả mấy lứa, thì thời gian trồng tầm khoảng 3 tuần cho đến khoảng 3 tuần 21 đến khoảng 25-26 ngày rồi. Đấy, thì hiện tại là bông nó nở cũng khá là đẹp, rất là đẹp. Đấy, chúng ta có thể xem. Đây, ở đây là trồng đất. Cái này là cũng cùng một màu một giống với nhau. Và đây là trồng đất khoảng 1 tháng, và cái này cũng tầm khoảng gần 1 tháng. Đấy. Thì bông nở mức độ như nhau và màu sắc nó lên là đều như nhau luôn. Rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta sẽ trồng và mình sẽ chia sẻ đến mọi người việc là trồng thủy canh như thế nào và có khó khăn gì không. Thì so với việc trồng đất thì cái thủy canh nó sẽ khá là gọn nhẹ, cũng như là chúng ta có thể ngắm được cả bộ rễ như này, có cả rễ như này. Khi và ít nữa chúng ta có thể bỏ vào cái sỏi ở dưới thì nhìn nó sẽ đẹp và nhìn nó cuốn hút hơn. Thời gian trồng cái thủy canh này so với trồng đất thường nó sẽ ngắn hơn, tùy vào từng giống sẽ khoảng 3 đến khoảng 5 ngày, tùy từng giống và tùy vào thời tiết nó sẽ nhanh cho hoa hơn. Dụng cụ chúng ta cần đấy là thứ nhất là cái bình chuyên cho thủy canh, hoặc nếu mọi người không có cái này thì có thể chế bằng cái chai nước mình uống xong là mình kê hoặc là mình lót cái ít phao ấy, đấy cũng được. Hoặc là có thể dùng vài cái bát, cái bát nó cao, đế cao tầm khoảng tầm này cũng được. Đấy, thủy tinh thì càng tốt cho nó đẹp, xong rồi kê sỏi ở dưới cho nó ngồi ở lên trên, như thế cũng được. Thì ở đây mình sẽ có cái chuyên dụng của nó này, và cái củ thì chúng ta có thể chọn màu nào cũng được. Ở đây thì gần như các màu đều có thể trồng ở thủy canh như nhau. Thứ hai nữa là cái củ phải đảm bảo, thứ nhất là mầm rễ không bị hỏng, không bị mềm, không bị dẻo, mầm vẫn nguyên vẹn và không bị thối. Đấy, chúng ta bóc cái mầm, cái vỏ này, lột hết cái phần vỏ này đi. Đấy, lột hết cái vỏ này đi này, xong là những cái, nếu mà có những cái mầm phụ lấm tấm ở xung quanh chúng ta cũng bỏ đi. Đấy, cái thủy tinh này thì chúng ta cho nước đối với thủy canh thì cái nước chỉ cần dùng nước thôi. Nước thì chúng ta có thể dùng nước bơm, nước máy của mọi người, nhưng mà nước máy thì cần phải phơi cho nó bớt clo đi. Hoặc là tốt nhất là mọi người có thể hứng dùng nước mưa thì càng tốt. Như mình để như là nước mưa cho nó mưa, cái này này cũng chẳng phải chăm gì nhiều, cứ để hành lang như này. Đấy, thì đổ nước thì đơn giản, chúng ta đổ xong cái phần rễ này này, nó sẽ ra rễ ở cái phần đáy của củ này, chúng ta đổ làm sao nước nó tiếp xúc ở đây. Đấy, tiếp xúc tầm tầm như này, hoặc là chỉ cần chạm một chút như này cũng được. Đấy, không cần phải ngập cả củ lên tận trên này đâu. Đấy, chúng ta chỉ cần cái củ ngửi một nhai như này một tí, hoặc là bớt đi một tí. Đấy, bớt quá rồi. Thêm một tí nữa. Đây, tầm như này là chỉ cần nó ngửi được cái nước thì nó lên khá là nhanh, tầm khoảng
một hai hôm sau là cái rễ nó bò ra hẳn hoi luôn. Thì thời gian đầu chúng ta để ở trong nhà luôn cũng được, hoặc để trong chỗ nào mát và thời tiết nó râm đấy, hoặc là dưới mái tre đấy, tầm khoảng một tuần đầu chúng ta để, bởi vì cái tulip này cần ánh sáng yếu thôi đấy. Sau đấy thì chúng ta đưa ra khỏi ánh sáng nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng đừng có để phơi ngoài nắng gắt quá. Việc có thêm gì không vào cái nước này thì như ở đây mấy cái này là mình chỉ việc đổ nước thôi, chỉ việc đổ nước là khoảng 3-4 hôm, thậm chí là 5 hôm đổ nước. Bởi vì mọi người nhìn thấy cái bình cái nước này nó cũng đục, nó không được thay thường xuyên, nên là nó nhìn nó kiểu không được trong xẻo lắm. Đấy. Nhưng mà nó vẫn ra hoa bình thường. Đấy. Việc thêm cái gì trong dung dịch thì chúng ta có thể thêm những cái loại dung dịch thủy canh như thế này. Thì cái này tầm khoảng bắt đầu nó có rễ lấm tấm tầm khoảng sau khoảng 5 đến 7 hôm trồng, bắt đầu rễ nó ra thò ra. Rồi thì chúng ta có thể thêm những cái dung dịch thủy canh như thế này. Tầm khoảng 3 đến 5 giọt mỗi lần. Như cái này. Cái này nếu mọi người đẹp thì có thể kê những viên sỏi này cho nó đứng thẳng. Cái này mình chưa đăng. Đấy thì mình dán băng dính qua. Đấy. Cái thủy canh này thì mọi người có thể thêm. Còn nếu mà trường hợp bí hoặc là khó kiếm quá thì chỉ cần dùng nước cũng được. Cái này nó cũng rẻ mà dùng được cho nhiều cái. Mỗi lần thì tầm khoảng 3 đến 5 giọt thôi. Đấy, mình cho 4 giọt. Ít hôm bắt đầu mọi người có thể cho thêm một ít viên sỏi dưới này thì nó nhìn nó sẽ đẹp và bắt mắt hơn. Cái này là màu đỏ viền vàng. Đây, màu này với cái màu này này nó giống nhau. Đấy. Nhìn nó khá là đẹp. Có mùi thơm nhẹ nhẹ. Thì so với việc trồng đất thì chúng ta trồng cái này thì sẽ khá là nhanh và thường ít khi thối hơn một chút. Đấy, thường thường cái giá thể trồng cái giá thể như này thì một số người nếu trồng hay tưới nhiều quá thì cũng hay gặp cái tình trạng là nó thối này, rồi nó nổ lá này, thối củ này, thối thân này, teo thân. Đấy, thì một cái trồng chơi như này thì cũng thủy canh cũng khá là hay. Thì mọi người có thể dùng những cái bát mà tầm cỡ to như này, kích thước đường kính to như này để bỏ 5-7 củ gì đấy cũng khá là đẹp nhá mọi người nhá. Đấy là cái việc là mình chia sẻ đến mọi người việc trồng hoa tulip thủy canh thì nó cũng không có gì là nó quá khó khăn cả, nhưng mà thời gian nó sẽ nhanh hơn nên mọi người có thể trồng lùi hơn so với việc mình trồng giá thể như này, để mọi người có thể làm và chơi như này cũng khá là cuốn hút. Đấy, thì tầm khoảng 3 đến 4 lá là bắt đầu nó đã cho bông. Đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video chia sẻ tiếp theo. Rồi, xin chào.